Sư Tử Ngộ hôm nay giới thiệu với các bác một cầu gậy như ý hoa phù dung của một đôi chim chích đang bay các bác nhé. Tác phẩm này được làm từ chất liệu gỗ trác đỏ đen ạ. Bức này có kích thước cao 22, ngang 18 và sâu 25. Hàng đục rất đẹp và sắc nét các bác nhé. Đục 3D hoa rất là kỹ và như thật luôn ạ. Tác phẩm này thì rất thích hợp để các bác trưng bày ở trên bàn làm việc, bàn uống nước hay kệ tivi. Để đâu cũng rất là đẹp vì nó là một tiểu cảnh đem đến cho căn phòng của mình trở nên sinh động hơn và hài hòa, dễ chịu hơn rất là nhiều các bác nhé. Thêm cây, thêm hoa, thêm chim thì trông rất là đẹp mắt. Mà đặc biệt được làm từ gỗ, chất liệu gỗ trắc đỏ đen, gỗ rất là quý hiếm. Ngoài ra thì đục tỉa rất là đẹp và kỹ càng ạ. Tác phẩm này cao 22, ngang 18 và sâu 25. Chất liệu gỗ trắc đỏ đen, hàng liền khối 100%. Có giá bán bên em là 3.200.000 một tác phẩm để bàn rất là đẹp ạ. Các bác có thể ngắm kỹ tác phẩm này nha. Ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Ngoài ra thì xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ. Kênh YouTube đã có ở trên cái phông trắng của em rồi đó ạ. Để cập nhật các video quay sản phẩm Full HD bên em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.